Lời nói đầu tiên, Dương Hậu xin chúc các nhà hảo tâm trong và ngoài nước được nhiều sức khỏe. Hôm nay Dương Hậu đến bệnh viện thành phố Nam Hải Phòng chạy thận, mang tiền của hội Ái Sinh La Chủ ở Đài Loan hỗ trợ cho hoàn cảnh cháu Trúc Linh ở Phương Bình, tỉnh Hậu Giang, thuộc hộ nghèo, bệnh mãn tính. Thì hôm nay Dương Hậu đến đây cũng mang 1.335.000 hội Ái Sinh La Chủ. Trúc Linh ơi, cho chú gửi con 1.335.000 hội Ái Sinh La Chủ đó con, xin mời con. Con xin gửi lời cảm ơn đến anh hội Ái Sinh La Chủ đã giúp cho con số tiền này để con trị bệnh. Con xin cảm ơn hội từ thiện ngã bảy đã gửi con số tiền này, con xin chân thành cảm ơn. Qua video này, Dương Hậu cũng xin cảm ơn hội Ái Sinh La Chủ ở Đài Loan đã hỗ trợ kịp lúc kịp thời. Dương Hậu cũng chúc cho hội Ái Sinh La Chủ phát triển ngày mạnh hơn, tốt hơn. Và Dương Hậu cũng hy vọng được cộng tác với hội Ái Sinh La Chủ mãi mãi, động giúp cho bà con nghèo, không tiền chữa trị thuốc thang. Những gia đình kém may mắn cũng được hội Ái Sinh La Chủ chiếu cố. Một lần nữa Dương Hậu xin cảm ơn rất nhiều. Dương Hậu mới mở trang YouTube là Hậu Từ Thiện Ngã Bảy. Mong quý vị hãy chia sẻ và like thích và đăng ký. Nhà mạng có thưởng tiền, Dương Hậu sẽ dùng số tiền đó vào quỹ Từ Thiện Ngã Bảy, giúp cho bà con nghèo, bệnh tật khó khăn, không tiền thuốc thang chữa trị. Số điện thoại của Dương Hậu 0909098469. Mong quý vị sẽ ủng hộ. Dương Hậu cũng xin cảm ơn nhiều. Chúc cho con khỏe nha Trúc Linh. Hy vọng rằng được nhiều nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ cho Từ Thiện Ngã Bảy. Ngày mới Dương Hậu xin chúc cho quý vị thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.